Chào tất cả các em. Hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta giải và biện luận phương trình bằng phương pháp đồ thị. Đây là một bài toán do một bạn gửi lên yêu cầu thầy chữa. Thì bạn nào có quan tâm thì các em theo dõi những bài giảng của thầy nhé. Chúng ta xét cái bài toán sau. Biện luận theo tham số m, số nghiệm của phương trình sau: 4x bình phương cộng x cộng 6 giá trị đối này bằng m. Thế thì chúng ta nhớ một cái tính chất hôm trước thầy đã nói rồi, nó là tương quan giữa số nghiệm của phương trình với số đo điểm của các đồ thị. Thế thì chúng ta có thể giải bài toán này như sau. Chúng ta giải này. Chúng ta ghi số nghiệm của phương trình 1, số nghiệm của phương trình, thì viết tắt phương trình 1 là số giao điểm, là số giao điểm của đồ thị hàm số, thì viết tắt nhá, đồ thị hàm số y bằng trị tuyệt đối của 4x bình phương cộng với x cộng 6. Cái đồ thị này thì gọi là C1 đi. Tại sao thầy gọi C1? Thì chốc nữa thầy sẽ gọi cái đồ thị của hàm số y bằng nguyên cái phần bên trong này, bỏ trị tuyệt đối đi thì nó là C đấy. Số nghiệm của phương trình 1 là số giao điểm của đồ thị hàm số y bằng trị tuyệt đối của 4x bình cộng x cộng 6, là đồ thị là C1 với đường thẳng y bằng m. Các bạn biết đây, đây chính là hàm số này lấy phía trái này, hàm số này là lấy y bằng với phải. Thì m này là một tham số, do đó đây là một đường thẳng, và đường thẳng này luôn luôn song song hoặc là gì, hoặc trùng với Ox, bởi vì m này là tham số, là một cái số nào đó. Đấy. Và khi chúng ta đã viết như này thì chúng ta sẽ vẽ đồ thị thôi. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ, tạm gọi thầy gọi cái đường thẳng y bằng m này là đường thẳng D nhá, đường thẳng D đi. Hãy mắm màu đơn ra D. Bây giờ chúng ta đánh dấu cộng thứ nhất này. Chúng ta vẽ đồ thị hàm số y bằng trị tuyệt đối của 4x bình cộng x cộng 6. Đây là đồ thị C1. Để vẽ được cái đồ thị hàm số này thì trước tiên chúng ta phải xét cái đồ thị hàm số mà không chứa dấu giá trị tuyệt đối. Sau đó chúng ta sẽ bằng cái phương pháp là chuyển đổi đồ thị giá trị tuyệt đối thì chúng ta sẽ lấy được đồ thị C1. Trước tiên ta vẽ đồ thị hàm số y bằng 4x bình cộng x cộng 6. Đây gọi thầy gọi là đồ thị C đi. Để vẽ được đồ thị này thì chúng ta thấy đây chính là một cái hàm số bậc hai. Đây y bằng 4x bình cộng x cộng cộng 6 thì đồ thị C này sẽ là một parabol. Một parabol. Đấy. Parabol có trục đối xứng chính là x bằng trừ b trên 2a, và đỉnh là trừ b trên 2a trừ delta trên 4a. Chúng ta chỉ cần xác định đỉnh, xác định được trục đối xứng là chúng ta phác họa được cái đồ thị C này. Bây giờ thầy sẽ ghi như sau: C có trục đối xứng, trục đối xứng thầy viết tắt x là bằng âm b trên a, thì âm b là 1 này, trên 2a là thành 8, vậy thì âm 1/8. Và đỉnh ấy, đấy, đây là dạng parabol mà, đỉnh y có tọa độ là trừ 1/8 và rút ra thì ta được là 95/16. Ta thay trừ 1/8 này vào cái hàm số này, thay vào thì ta được là 95/16. Đấy. Và rõ ràng là cái đồ thị C này là một parabol, hệ số a là 4, là dương, cho nên là bề lõm là quay lên phía trên, cho nên là thầy có thể phác họa nhanh cái đồ thị của nó như sau. Đây, đây là trục OX này, đây là trục OY này, OX này, đây là OY này. Trục đối xứng là x bằng trừ 1/8 này, thầy vẽ cái trục đối xứng như ra. Đây là trừ 1/8 này, và đỉnh chính là
tọa độ là trừ 1/8 chín 5/16, xấp xỉ bằng 6 thì thầy đến khoảng khoảng chỗ này thôi cho nó dễ. Đây chỗ này sẽ làm 95/16 trên đỉnh ở đây. Parabol có biểu lõm quanh phía trên và chúng ta xem nó cắt trục OI tại đâu. Cắt trục OI tại đâu chúng ta thấy x/0, x/0 ở đây là 0 này, 0 này thì còn là 6. Vậy thì đây 6 là tầm chỗ này đi. Đây là chỗ này là 6 này. Thì parabol nó có dạng như thế này. Đây. Đấy. Cái này trục OI thì kéo cao một chút nhá. Đấy, chúng ta vẽ cái đỉnh nó chỗ này. Đi qua giá trị là 6 đây. Và tung độ đỉnh là 95/16. Thì đây chính là đồ thị C. Thế thì giờ để xác định được đồ thị C1 thì thầy làm như sau. Để phác họa thế nhá. Ta có Y bằng trị tuyệt đối của 4x bình cộng x cộng 6 thì sẽ bằng, theo định nghĩa giá trị tuyệt đối thì có hai trường hợp. Thứ nhất là bằng gì đấy? 4x bình cộng x cộng 6. Nếu như 4x bình cộng x cộng 6 lớn hơn hoặc bằng 0. Và bằng âm của 4x bình cộng x cộng 6 nếu như 4x bình cộng x cộng 6 là âm. Thế thì với cái đồ thị hàm số y bằng 4x bình cộng x cộng 6 thì cái này này, cái thành phần này chính là y, đúng không? Do đó đồ thị C1 chính là đồ thị giá trị tuyệt đối này, gồm hai phần. Ta ghi là C1 gồm hai phần. Phần 1. Đây, phần 1 chính là 4x bình cộng x cộng 6 này chính là đồ thị C, đúng không? Đấy. Đồ thị C mà vừa vẽ đấy, chúng ta vừa vẽ ở trên này, đồ thị C đây này. Mà cái này lớn bằng 0 tức là y lớn bằng 0, tức là ở phía gì đấy? Phía trên gì? Phía trên OX. Phía trên trục hoành, tức là y lớn bằng 0 là y lớn bằng 0 phía trên OX. Và phần 2 chúng ta thấy đây là dấu trừ đúng không? Đấy. Thì với y bằng 4x bình cộng x cộng 6 này thì có đằng trước dấu trừ thì nó phải là gì đấy? Đối xứng phần phía dưới OX của gì? Của đồ thị C qua trục OX, đúng chưa? Đây này. Tại sao lại có cái chữ phía dưới này? Là vì nó đây này. Đấy, đây cái này là chính là y nhỏ hơn không tức là phía dưới. Và đây có dấu trừ tức là phải có cái chữ đối xứng. Đấy, đối xứng phần phía dưới qua OX. Thế thì bây giờ ta vẽ đồ thị C1 như sau. Ta vẽ lại đồ thị C này. Đây là 0 này, đây là trừ 1/8 này, đây là 95/16 này, đây là 6 này. Đấy, ta sẽ vẽ cái đồ thị này bằng nét đứt thôi. Đây, đây là y nhá, đây là x. Thì đây chính là đồ thị C. Thế thì C1 đây, chúng ta sẽ vẽ sang bên đằng này. Đây trục OI này, đây trục OX này. Đây là vẫn là trừ 1/8 này. Chúng ta vẽ y hệt sang bên đằng này nhá. Cũng vẽ bằng nét đứt 95/16. Đấy, xong rồi chúng ta sẽ nhìn vào để chúng ta tính toán. Đây là đỉnh này. Đây là số 6 này, đúng không? Số 6. Đây là đồ thị C này. Là cái hình nhất đất này thầy vẽ lại đấy nhá. Thế thì đồ thị C1 đây gồm hai phần. Phần thứ nhất là đồ thị C ứng với phía trên OX. Thì đây chúng ta thấy ngay phía trên OX này là toàn bộ cái này là trên OX, cho nên chúng ta tô đậm lên. Và chúng ta thấy là phần 2 là đối xứng phần phía dưới OX của đồ thị C. Nhưng chúng ta thấy đồ thị C này có phần nào phía dưới OX không? Không có.
Vậy thì phần 2 này là không có nữa đúng không? Tại vì đồ thị C không có phần phía dưới OX cho nên không có có để chúng ta lấy đối xứng. Vậy thì đồ thị này cũng chính là gì luôn? Cũng chính là C1 luôn. Trong trường hợp này là C1 là trùng với C. Bởi vì ở phía dưới trục OX là đồ thị C là không có một phần đồ thị nào. Đấy. Và bây giờ để biện luận thì đây là C1 rồi. Mà chúng ta đã nói đây, đây chúng ta đã nói này. Số nghiệm của phương trình là số giao điểm của đồ thị hàm số C1 này. Đấy, chính là đồ thị C1 này. Với đường thẳng D là Y bằng M. M là tham số chưa biết thì chúng ta có thể kẻ bỏ cái nét đất như thế này. Chúng ta chỉ biết nó song song hoặc là trùng với OX thôi. Đây, chúng ta kẻ này. Đấy, giả sử đây thầy kẻ nét đất đi. Thì nó cắt tại đây là tại giá trị gì? Tại giá trị M. Và cái đường thẳng này đường thẳng là Y bằng M. Chính là đường thẳng gì? Chính là đường thẳng D. Thằng D là có phương trình là Y bằng M. Thế thì để biện luận thì chúng ta sẽ ghi chữ biện luận sau là chúng ta sẽ làm như sau. Biện luận. Chúng ta thấy đây là Y bằng M này. Thì chúng ta thấy ở tất cả các cái đường thẳng này, gạch này, gạch này, gạch này, gạch này, gạch này, tức là cứ phía dưới cái giá trị 95/16 này thì rõ ràng cái đường thẳng này không cắt cái đồ thị C1 này thì chắc chắn là vô nghiệm. Và khi cái đường thẳng Y bằng M này tịnh tiến lên phía trên, tịnh tiến đúng vào giá trị 95/16, có nghĩa là M đúng bằng 95/16 này thì đường thẳng nó ở vị trí này. Đấy, vị trí này. Đấy. Và ở vị trí này là chung nhau với điểm này là phương trình sẽ có một nghiệm. Tại vì là cái C1 này cắt D tại một điểm. Khi tăng M này vượt qua 95/16 thì nó lên trên này. Đây các bạn nhìn thấy nó vượt lên trên như thế này. Đấy, thì chúng ta thấy là cắt tại một điểm này, cắt tại một điểm nữa là 2 này. Đấy, thì khi đó phương trình sẽ có hai nghiệm. Vậy giờ ta sẽ biện luận như sau. Dấu cộng thứ nhất, với M bé hơn 95/16, 95/16 thì rõ ràng ở phía dưới này thì D này không cắt cái đồ thị này. Vậy thì suy ra phương trình 1 này là vô nghiệm. Được chưa? Và trường hợp thứ hai, cho M là bằng 95/16, đúng bằng 95/16 thì đây, đường thẳng Y bằng M nó rơi vào chúng chỗ này thì chung cái điểm này. Đấy, để chung một điểm tức là phương trình 1 có một nghiệm. Phương trình 1 này có một nghiệm. Đấy. Chúng ta chỉ biện luận số nghiệm này đúng không? Tiếp tục cộng tiếp theo, với M lớn hơn 95/16, tức là giá trị M này vượt qua cái giá trị 95/16 này, tức là lên trên này, ta thấy cắt tại một điểm này, hai điểm này, ví dụ thế. Thì ta suy ra phương trình 1 này có hai nghiệm. Này thì viết tắt thế nhá. Và như vậy là chúng ta đã biện luận xong tất cả các trường hợp của M rồi. Đấy. Vậy bài toán là kết thúc. Đấy. Vấn đề đặt ra ấy là chúng ta phải xác định được rằng số nghiệm của phương trình chính là số giao điểm của đồ thị hàm của hai hàm số y bằng bên trái này và hàm số y bằng bên phải này. Đấy. Và chúng ta phải vẽ phác họa được cái đồ thị hàm số y bằng giá trị tuyệt đối này, và đường thẳng y bằng m này thì chúng ta biết là nó phải luôn luôn song song hoặc là trùng với OX như này. Đấy. Thì chúng ta biện luận một cách là tịnh tiến thì chúng ta mới làm được nhá. Đấy. Chúc các em thành công, chào tạm biệt các em.